xe đi súng thiệt chứ không phải súng giả đâu. Mày chơi đâu à? Tao chết thì chúng mày cũng phải chết. Chơi. Có bao nhiêu nghề mà chúng mày không làm, lại đi làm cascader. Tụi mày đánh đấm cho đã, gãy cái xương sườn rồi ra thêm á, thì tụi diễn viên nó hưởng. Có ai biết mặt mũi tụi mày đâu. Cáo, mục tiêu đã xuất hiện. Tất cả giữ nguyên vị trí. Chờ lệnh. Rõ. Ê, đại ca, thằng Khải nó mò vừa rồi. Ê, mày có thấy vợ nó không? Mấy thằng ông nội xong chưa vậy? Chứ tao thấy mẹ tao rồi á. Chết tôi rồi. Con mẹ tụi mày. Chết tiêu tiêu. Có nhiều đó là ông không xong hả? Chứ hai thằng này nó mập như con trâu con bò, sao em khiêng nổi? Bây giờ chuyện gì cũng bắt thằng nhỏ tuổi nhất hết gánh hết á. Bây giờ con bằng quảnh tù tì đi. Quảnh tù tì. Ê hả? Chú làm cái gì mà ngồi đây vậy? Chú đang làm việc. Làm việc gì mà giống gình nhà người ta quá vậy? Chú là cảnh sát, đây là đường trộm. Ủa? Nhà có quế nghèo hơn nhà con, làm gì có ăn trộm ta? Tí hả Tí? Dạ. Con làm gì ngoài đó vậy? Dạ con đang chăn bò. Con coi chừng bò nó ăn rau của cô đó nha. Dạ con bò của con nó không có ăn rau của cô. Nhưng có người giảm nát hết rau của cô rồi. Đi lẹ lẹ đi, đi đi. Anh về rồi hả? Sao anh đi lâu quá vậy? Em trông anh quá chừng. Mặt anh bị sao vậy? Anh không có thời gian giải thích đâu. Em vô đồ đi với anh gấp nha. Lần này là thấy bà nội em luôn rồi. Nhiều khi số phận nó đã ăn bài như vậy. Chết mẹ. Cảnh sát đại ca ơi. Cái gì? Cảnh sát hả? Ê, chạy đi. Tụi bay làm gì vậy? Hả? Anh ơi, em thấy vụ này khó quá, bỏ qua đi anh. Như vậy là thằng Khải sập bẫy cảnh sát rồi. Thằng nào theo tao? Thằng Quán. Con Khỉ. Quán tao xây. Ủa, sao điện thoại của em á, anh điện quản được? Điện thoại em bị vô nước mấy bữa nay rồi, để mai em sửa. Hả? Đây, đây, đây. Gì vậy? Chết, đi anh, lẹ lẹ. Chuyện gì vậy anh? Đi đâu vậy? Anh hả? Lẹ lẹ. Anh. Đi. Chúng tôi là cảnh sát, anh đã bị bắt vì tội giết người. Nếu anh chống cự, chúng tôi sẽ nổ súng. Em tin anh đi. Chú ơi, bò của con nó không có chịu về. Sao vậy?
đuổi theo. Cẩn thận đấy. Chúng tôi là cảnh sát. Mấy anh là ai mà vô đây? Thằng Khải nó giết bạn tôi. Nhiệm vụ này là của chúng tôi. Đầu thú đi. Anh không còn đường thoát đâu. Anh Khải. Mày sao té? Cắm đầu chết xong mày. Ghê quá mày. Bây giờ tính sao? Đi đường khác đi chứ đừng đi đường tắt giống nó. Nè cậu, có muốn đi nhờ xe không? Tôi nghĩ là cậu không đủ sức đi đi bộ đâu. Lên xe đi. Hôm nay đúng là một ngày không may đối với cậu. Tôi là nhà ngoại cảm. Nếu những người nào có chung giác quan đối với tôi đó, thì tôi biết trước những điều sắp xảy ra đối với họ. Tôi biết là cậu bị quan, nhưng mà tôi muốn đến cứu cậu mà không có kịp. Chẳng lẽ cô biết trước sự việc của tôi à?
cậu sẽ còn gặp rắc rối dài dài. Không tin tôi hả? Cứ nhìn phía sau á, thử rồi biết à. Cậu tin tôi rồi chứ? Chạy lại đi cô. Sao nhanh được đại ca? Bây giờ đại ca muốn nhanh đúng không? Bỏ nó lại nhanh à. Ê thằng bất dạy, mày nghĩ sao mà nói vậy hả mày? Mày bố mày bị như tao á, tao bị rắn cắn á, mày cho chạy nọc chết mày luôn nha mày. Ờ à, đúng rồi đó. Mình cùng chung bầy đàn với nhau, phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Mình con người chứ phải không thú. Mày yên tâm đi, có chuyện gì xảy ra tao không bỏ rơi mày đâu. Tao bỏ đi mày ơi. Cô coi thử coi tương lai của con sao hả cô? Cô không phải là thầy bói, mà nếu muốn biết trước mọi việc thì phải tập trung hàng giờ chứ. Trời, bây giờ mệt quá sức đâu tập trung. Con nói giỡn vậy thôi. Con mà đi chung với cô á, con an tâm rồi. Con đừng có ý y, trên đời này không có gì chính xác 100% nha. Ê! Biết là chồng chị chưa có tuyên án tiền sự, không biết vì lý do gì, có thể vì lòng tham không muốn chịu phật, cho nên đã ra tay giết hại nạn nhân. Cũng có thể là một khúc mắc nào đó ở bên trong. Chúng tôi cũng nghi ngờ chồng chị đã tham gia một băng nhóm tội phạm nào đó, vì vậy có người đứng phía sau giúp đỡ anh ta chạy thoát trong lần thủ vừa qua. Bản số xe mà người giúp chồng chị là bản số giả, vì vậy chúng tôi mong chị hợp tác với chúng tôi, khuyên Khải đứng ra đầu thú để được khoan hồng. Còn nếu như chị bao che, chị sẽ bị xử lý theo pháp luật. Dạ, hiện giờ tôi cũng không biết anh Khải trốn ở đâu, nhưng tôi tin chồng tôi không thể là người như vậy được. Có hay không, khi nào gặp Khải mới biết được. Tôi nói bạc ngàn vậy mà không ai phụ hết trơn hết trọi. Điều này tôi với bà phải bước rồi làm gì đi. Làm sao sẽ. Dạ, con chào cô chú ạ. Ủa, cậu tìm ai? Dạ, cô chú có biết ai cần thuê người làm rẫy, làm ơn chỉ giùm con ạ. Ở đây thì tụi tôi cũng cần người, nhưng mà không biết cậu biết chăm sóc cây trà không? Dạ, con cái gì là cũng được á. À, nếu vậy thì cậu làm thử vài ngày đi, nếu được là tụi tôi nhận. Dạ, con cảm ơn cô chú ạ.
Khải là tên giết người đang bỏ trốn, hiện đang bị truy nã. Nếu ai biết được, vui lòng báo cho cơ quan chức năng gần nhất hoặc qua đường dây nóng 0909 000 000. Ai biết mà che giấu tội phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật. Alo, mấy chú ạ, mấy chú tới liền nhà tôi nha. Cái tên giết người đang ở nhà tôi nè. Hả? Cái gì mà 4 chỗ 7 chỗ? Cái gì? Taxi hả? Trời ơi. Alo, mấy chú công an hả? Tới liền nhà tôi nha. Cái tên giết người đang ở nhà tôi nè. Mấy chú mà tới chậm là nó giết tôi chết luôn á. Ai da, trời xuống quá ta. Cơm đi bà ơi, đói rồi nghe. Ây chà, đôi bụng quá. Ta nói á, nhà mình á, may mắn mới có cậu đi giúp á. Nhiệt tình đang nổ. Ta nói hiệu quả lắm á. Ây chà, hôm nay rau nhiều ngon rồi nha. Bà bới giúp tôi chén cơm qua lẹ lẹ. Để coi, đói rồi. Bà làm sao vậy? Cơm mà tự nhiên múc vô rau là sao? Hả? Ê, trời đất ơi, bà này hôm nay sao vậy trận? Alo, bác cố gắng giữ chân thật, đừng để bị lộ, tụi con đã chờ chúng tôi. Bà bữa nay sao á nha? Lạ lắm à. Cái gì bà? Làm gì mà rơi nó ớt vậy? Bà ngổ à. Sao vậy? Cái gì? Cậu ơi cậu, cậu đừng có giết vợ chồng tôi nghe cậu, tôi lại cậu. Cái gì vậy? Con người ta hiền lành. Trời ơi, nó là kẻ giết người. Công an đang truy nã nó đó. Trời ơi. Cậu ơi, vợ chồng tôi hiền lành, làm ăn đàng hoàng lắm. Chúng ta dùng vợ chồng tôi đi. Đẹp trai và cậu. Thí dụ mày có tiền á, mày làm gì? Tao hả? Tao sẽ mua một chiếc xe hơi. Mua trần. Tao sẽ chở vợ tao đi vòng vòng bát phố, phơi nắng chơi như mấy thằng đại gia vậy đó. Còn mày sao? Tao hả? Nếu mà có tiền á,
tao sẽ sửa căn nhà lại cho con vợ tao, rồi bắt nó đẻ một bầy cho vừa nhà vừa cửa. Một đứa nó còn không nổi, mày đẻ ăn bầy á chắc có nước á, cho nó đi đào như tụi mình quá. Thắng, thắng hả? Nè. Tôi tìm được kim cương rồi. Bà con cái đài kim cương kìa, bà con đi lên. Kim cương nè. Yeah. Ê ê, chạy ra chạy ra coi kim cương đâu. Chạy ra đi. Ước vậy đại ca, tụi bay đào được mấy cục hả? Chỉ có nhiêu đây thôi hả? Em thấy cục bự lắm đại ca. Hồi nãy có không, chỉ có 2 viên này thôi. Có 2 viên thôi à? Không tin thì cứ xét đi. Há miệng ra. Trời, thằng quỷ này đẩy gạch không vậy? Đại ca, đúng là chỉ có 2 viên thôi. Con quỷ này nó giữ gạch trong người nó không à? Xem ra tụi bay cũng biết điều đó hả? Đi bay. Rồi, bà con về đái đi. Gạch mày nè mày. Ai về chỗ làm chưa? Về làm đái. Đi về chỗ làm. Đi lên. Giờ đi thôi. Có ai ở nhà không? Cửa có khóa. Mày đặt gõ cửa nữa. Sai mà lịch sự. Chào chị. Chị ơi, là bởi chỗ thăm ạ. Anh là ai vậy? Tôi bị lỡ đường. Chị có gì cho tôi ăn đỡ đói không ạ? Nhà tôi không còn cái gì hết á. Với lại chồng tôi sắp về rồi đó. Hay là chị cho tôi xin ly nước được không ạ? Phần của chồng em nè, anh ăn luôn đi. Ăn từ từ thôi, nóng đó. Chồng, ông làm cái gì vậy? Người ta xin đồ ăn thôi mà. Bà ngon ha, cái lúc nhắn nhà bà dẫn trai về nhà phải không? Tao bắn. Trời ơi, cái dây đâu rồi? Ông cứu nổ tôi để cái nỏ lại mà không để cái dây. Trời ơi, bây giờ cái gì? Nói đây. Ông. Bà kém cho bà coi. Nó hơn tôi cái gì hả? Nó chỉ hơn tôi là tóc có dài. Mặt nó thẹo không, mày thấy không? Trời ơi. Trời ơi, thôi đi mà, ông đừng có làm nữa. Ghê quá đi, thấy không? Thấy không chừng. Ông có sao vậy? Anh ơi, tha cho chồng của em đi. Anh hiền lắm, anh không có làm hại anh đâu. Đúng rồi, anh tha đi. Thích đúng không? Xài cũ rồi. Nè, cho mày bây giờ mày xài đi. Mày xài đi. Ông nói cái gì vậy? Nó đi rồi. Con sẽ được. Sẽ tiếp. Sẽ được hả? Sẽ được nè. Cho ông chết. Ông cãi xịn cho là ông muốn bán cho ai? Ông cho người ta hả? Tức quá đi. Sao hả chị? Cái này anh kiếm cửa hàng nào lớn hơn bán đi. Chứ ở đây em không có máy kiểm tra thật hay giả. Với lại nếu có em cũng không có đủ tiền trả cho anh đâu. Cảm ơn chị. Không có chi. Anh chị tìm gì vậy?
chở em đi mỗi ngày. Mà nếu ở bên em càng lâu, cuộc đời anh càng tươi sáng. Dạ cảm ơn anh. Em ơi, em. Ừ? À, dạ em gửi. Em. Dạ sao anh? Anh chạy xe ôm mà. Ừ? Ngân lượng của anh đâu? À, em quên. Quên kỳ vậy. Cảm ơn anh. Con gái giờ hay quên quá ha. Khách nào cũng quên cho má này chắc cô ăn cám. Anh ơi. Ừ? Làm ơn cho hỏi thăm gần đây có ai chạy xe ôm không vậy anh? Tôi nè. Xe ôm. Nhìn vậy ai biết được. Bởi vậy ế hoài. Nhưng mà không sao. Xe ôm VIP mà. VIP thì nó không bao giờ giống thường. Hiểu không? Đi đâu? Đi Sài Gòn. Ừ. Giỡn hoài cha. Không, đi thiệt mà. Thiệt gì? Xe này mày chạy lên tới Sài Gòn là quắn xe luôn á. Đi Sài Gòn là người ta đi xe chất lượng cao hoặc là xe giường nằm. Hiểu không? Tôi bị ói, đi xe không quen. Lên chợ chắc chung tôi luôn á. Giá cao lắm á nha. Bao nhiêu? 3 triệu mới đi được á. Hả? Đi luôn hả? Có khi nào tôi ra giá hớ không ta? Miễn sao là anh chở tôi đến Sài Gòn là được rồi. Phan. Mới trên rừng xuống hả? Tổng vệ sinh. Đưa đây. Đưa đây. Nhìn gì? Tưởng tôi xài lại hả? Để đây khi nào có thùng rác bỏ vô. Lên xe. Sao tôi gặp cậu đối tượng lạ không trời? Chạy chậm kiểu này biết nào tới. À, chạy một giây còn hơn gây tai nạn. Nhanh chi một phút rồi coi cút cả đời. Đi Sài Gòn mấy lần rồi? Chưa lần nào á. Tôi cũng vậy á. Hả? Rồi ai dẫn đường đây? Trời ơi, đường đi chút miệng. Có liệu gì cha? Kẹo xíu mệt hả? Xã hội thì mà ai cũng có văn hóa như tôi á, thì đâu cần người quét rác. Sống này khó khăn lắm. Nhiều khi mình muốn mà không bao giờ được. Bởi vì sao? Bởi vì Thượng Đế đã sắp đặt hết rồi. Mình là con người thì không bao giờ là con bò được. Mà lại là con bò thì không bao giờ là con người được. Nhưng mà lâu lâu mình uống sữa bò người ta nói, ế, mua gì bò. Tôi chạy xe ôm bị nhiều lắm. Hôm bữa nè, tôi chở khách đi chạy tới đèn xanh đèn đỏ. Chờ 1 phút 30 giây, đèn xanh vừa bật. Tôi đề ra, ế, tôi quay lại, trời, tao mất tiêu. Mọi chuyện là do Thượng Đế. Nè, đã đánh đến con điện chơi. Để biết á, người ta chôn cột điện, người ta cực cỡ nào. Thấy không? Em bớt nói đi có được không? Tôi đâu có muốn nói, nhưng đi đường xa mà. Trời, để nói cho nó đỡ buồn ngủ. Tài xế nào cũng vậy. Cái gì cha? Tính làm Spiderman hả? Tụi đau bụng quá. Đau bụng phải từ đang chạy phan xuống. Lỡ ông chết cửa tù hả? Đi xe ôm gì không có văn hóa quần đùi gì hết. Bởi vậy suốt đời đi bộ. Đâu đây? Làm như bị lây hay gì á. Chột bụng quá. Vô đây còn đem xe chi nữa? Chứ để ngoài kia lỡ đứa nào nó vui vui nó mượn vĩnh viễn rồi cháu. Tranh thủ đi. Ê, ông có hay làm vậy không nội? Thường xuyên. Tôi mà biết phiêu lên vậy chắc tôi cũng thường xuyên quá. Ê, ê, lần đầu tiên tôi làm chuyện này mà tôi nói bảo hiểm. Nghĩ lại tôi cũng nguy hiểm ha. Sao nguy hiểm? Đang phiêu linh mà cũng đang hôm ăn chúa nó xuất hiện là thấy bà. Thông cảm nha. Bây giờ tụi bay nghe tao hỏi nè. Trong ba đứa tụi bay, thằng nào đến nhà con vợ của nó? Em. Mấy vụ này em hay lắm đại ca. Anh, em nghĩ chuyện này em thích hợp nè. Em đẹp trai, có sắc vóc, dễ hấp hồn phụ nữ hơn.
Đại ca, đại ca, em thấy là em thích hợp nhất. Hợp nhất. Ê, chân cẳng mày đau không vậy? Thích hợp gì hả? Không có, hết rồi, hết rồi. Hết rồi, nè đó. Chân mày còn đau mà. Anh, để em cho, em dùng Mỹ Nam Kế. Đại ca, tâm lý phụ nữ em hiểu lắm đại ca. Nè, tao kêu tụi bay đến đó để theo dõi con vợ của nó, chứ không phải đến đó hiếp dâm con vợ của nó. Mà thằng nào cũng giành hết vậy hả? Thôi vậy để nhan sắc của em làm chuyện khác. Đại ca, em nghĩ á, chuyện này đại ca đi là hợp lý nhất. Ừ. Mày đi. Đây là người tiên đi Sài Gòn á. Nôn tới dễ sợ. Ừ, Sài Gòn bây giờ đẹp lắm. Không, tôi nôn tới là để lấy tiền xong đi về quê. Ê, chậm lại. Hả, đau bụng? Ừ, chậm lại. Đau bụng nữa hả? Đau bụng quá. Thôi. Chạy lẹ đi. Ê, chậm. Hoài vậy cha? Ừ, chậm. Cái gì cái nhấp nhấp hoài vậy cha? Đau bụng thì cũng phải một lần thôi, hiểu không? Cái nhấp mà nhấp gì hư xe hết. Trời đất ơi, đau bụng gì như thời tiết vậy trời? Ai biết trước đâu. Biết cái gì? Đi xa thì đừng ăn bậy. Nữa hả? Mỗi lần đi toilet là có khách à trời. Anh ơi, cho em hỏi đường nào về thành phố Buôn Ma Thuột vậy anh? Chạy thẳng lên trung tâm Đắk Lắk, hỏi thành phố Buôn Ma Thuột người ta chỉ cho. Ủa, ông chỉ gì đúng không ta? Sống là phải có niềm tin. Dạ, cảm ơn anh. Mời anh Đơn coi. Dạ, quán mới thành công. Dạ, anh. Dạ, anh. Tôi mới ăn rồi. Mà muốn anh đây tét tét. Dạ, anh. Anh đang coi. Đừng có lé. Ủa, gì vậy? Thế đường anh đau bụng hả? Có những chuyện không thể đứng ở trên đầu gió. Sao? Trong nhà quá có khác à? Hình như từ sớm tới giờ mình toàn ra chứ không có vô. Kiếm gì ăn đi. Rồi. Ừ. Mới sắm. Đẹp không? Bán cơm lời lắm. Cho đi bộn á, nhiêu chị? Nhiêu đây có đầu nhiêu. Tính sơ nha. Hai dĩa bún thịt nướng, hai dĩa cơm sườn nướng, nước ngọt, trà đá, rồi à, cái nước. Tăng lực. Ừ, tổng cộng là 500. Hả? Gì? Sao mắc vậy? Không mắc sao có vàng đeo. Bán cơm lời lắm. Không sao. Ông trả tiền cho tôi có trả đâu sợ. Gì? Tôi chờ khách là khách trả tiền cho tôi không mà. Trời, nhưng không phải bữa nay. Bữa nào cũng vậy chứ. Không có tiền. Gì? Không có tiền. Không có tiền sao đi xe ôm cha? Không có được nha. Rồi tiền nó trả cho người ta. Nhưng mà tôi nói lên Sài Gòn tôi trả ông chứ tôi đâu có quịch đâu. Giờ tiền nó trả tiền cơm. Không có sao đâu. Bây giờ vậy nha. Nhanh chân thì sống, chậm chân thì chết. Trời ơi trời, cái con điên này ngày nào cũng tới đây phá quán tôi vậy trời. Anh đi á, nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Trong rừng muỗi mồng nhiều lắm, coi chừng bị sốt rét. Ngủ quá thì nhớ mặc áo ấm, kẻo bệnh. Em không có bên cạnh chăm sóc cho anh đâu. Em cứ an tâm, anh đi xe sớm về, có tiền rồi anh sẽ xây cho em một căn nhà. Mày đâu? Mày ở đâu? Ôi, đi về. Mày đi vô đây. Mày đi vô đây. Về cái gì mày về? Ê, mày có phải là con quê không? Quê? Để tao. Nhìn mặt mày là tao quế quê rồi. Chồng mày có phải tên Khải không? Đúng không? Chồng mày tên Khải hả mày? Hả mày? Giỡn mặt tao hả? Thôi mà. Khải ha. Đừng đánh người ta nữa. Buông ra coi. Mày ha. Mày ha. Mày có biết thôi á, mà. Là trong cái ngôi nhà là cái cột là cái quan trọng nhất không? Mà người chồng là được ví như là cái cột. Tại sao chồng mày lại đốn cái cột nhà người ta? Hả mày? Thôi bỏ đi. Bỏ gì mà bỏ? Lấy điện thoại quay phim mày. Quay phim làm gì? Trời ơi, nhà mới có tivi hả? Quay phim lại cái cảnh này là để cho nó nhục nhã. Cái cảnh mà nó đốn chồng người ta chứ. Quay đi. Lẹ mày. Mày hả? Mày dừng lại. Thôi. Gì? Mày là thằng nào? Dạ, em chào cán bộ. Cô định hành hung người ta đúng không? Dạ đâu có đâu cán bộ. Cái gì cũng có đầu có đuôi hết. Chồng con nhỏ này, giết chết chồng của con nhỏ này. Hôm nay con nhỏ này phải qua đây lấy lại công bằng cho chồng nó. Tội ai làm người đó chịu. Cô mà đánh chết cô ta, cô cũng mang tội giết người. Ê, mang tội giết người kìa.
Vậy còn chồng tôi thì sao? Nếu bây giờ không bắt được thằng Khải, chẳng lẽ chồng tôi chết oan à? Lưới trời lồng lộng, nếu Khải là tên tội phạm giết người sẽ bị pháp luật trừng trị. Hai cô an tâm. Bây giờ hai cô về đi. Dạ. Mà dạ. Nhớ nè, không được làm chuyện dại dột. Dạ. Dễ. Hên quá, hồi nãy tao quánh nó bằng tay, chứ tao quánh bằng cây là giờ bóc lịch thấy bà nội thôi rồi. Tất cả những mối quan hệ thân thuộc mà chúng ta nghi ngờ hung thủ có thể ghé đến, chúng ta đã điều tra và cho người theo dõi hết. Chỉ còn đối tượng đã giải cứu cho tên Khải, chúng ta chưa xác định được là ai. Đồng chí Đức, có ý kiến gì không? Bây giờ không ngoài khả năng, hung thủ buộc phải lên thành phố hoặc là phải trốn ở nước ngoài thì mới tiêu thụ được hàng. Vì vậy, chúng ta phải nhanh chóng siết chặt các cửa ra vào thành phố và biên giới. Tôi chỉ mua bán những viên đá đã thành phẩm thôi. Hai anh đi tìm chỗ khác giùm. Vậy chị có biết ở chỗ nào mua không ạ? À? Tôi cũng không rành lắm. Hai anh nên đi tìm những chỗ nào sản xuất đá nguyên sinh, hoặc là những trung tâm lớn có thể họ sẽ thu mua. Cảm ơn chị. Thì ra hả, giả dạng nghèo khổ ha. Cái cục đó mà ở đây người ta mua không nổi là biết nó bao nhiêu tiền rồi ha. Nói thiệt nha, hôm nay á, tôi chở ông mà tôi cũng hơi sợ sợ trong lòng á. Sao gì? Cơm mà ông ăn ông còn giật chài nữa mà, uống hồ gì tôi lên tới Sài Gòn cái ông dự định đưa ông chạy rồi sao? Bây giờ ông có đi tới Hà Nội tôi cũng chờ. Nè, anh có quen ai Sài Gòn không? Sài Gòn mà tôi quen á, tôi phát triển hệ thống xe ôm biết. Chứ đâu có thể ở dưới quê cứ tàn tàn như vậy. Anh có quen ai không? Không. Ờ, nhưng mà bạn con bên vợ thì có. Ừ, vậy thôi bây giờ mình nhờ đi, để chạy vòng vòng quầy hết trần lạng mài luôn á. Alo, anh hả? Anh nè, em có nhớ địa chỉ nhà bác Hai không? Anh đang cần bác giúp. Bác Hai hả? Nghe thời gian tôi đi lặng thầm trên môi, với những nỗi xót xa sang ngang đời người đành trao ta. Mặt quật vội pha dĩ vang xe máy không phải nhòa. Khi con tim yêu luôn ca hát cao, có khi trọn đời chỉ còn lại đi mơ ước là sau nào bớt. Ngay đây. Dạ. Ca sĩ gì mà hát cái bài hát xong muốn tắt hả? Không biết giờ này em còn sống không? Chú hát nữa đi chú. Đúng rồi chú, hát nữa đi chú, hát nữa đi chú. Ủa, mà sao anh đi đâu lên đây có một mình vậy? Còn chị Quế đâu? Anh đi công việc, sẵn ghé thăm hai bác, hỏi chút chuyện. Dạ. Ủa, ai làm gì lãng vãng trước nhà mình đông vậy ta? Ủa, mấy anh là ai mà đứng trước nhà tôi vậy? Đứng lại.
lên phường giữa trưa mà gây mất trật tự. Xin lỗi mấy anh, em ở dưới quê mới lên em không biết. Không có là bầu nữa nghe chưa? Dữ đó. Đừng buồn nghe mấy anh. Chạy sao vậy? Tội đổ vô cha, cứu bị giam xe hả? Làm thôi. Sao dữ vậy cha? Anh im đi. Lại nhảy ngoài xe tôi vừa là đi xe tăng vậy. Chạy vô đây còn gì xe, chạy từ từ thôi. Ê, cái thằng này là mấy thằng cũng biết sao mà nghĩ thì mình quậy vậy. Có nhiều cho hết nhiều đi. Vậy là Khải nó thoát rồi đại ca. À dạ. Ngu quá. Thằng Khải nó không thoát, làm sao có được viên kim cương hả? Đúng là không ngoài dự đoán của tao. Nó mò về Sài Gòn rồi, chuẩn bị ngày mai lên đường. 1, 2, 3 dẹp. Ai biết tụi bay dẹp? Anh mới nói mà. Tao nói là tụi bay dẹp quá đồ xì, chứ không phải dẹp cái này. Nè, thấy bạn gái tôi chưa? Chưa. Đây là tất cả số tiền anh dành dụm. Anh sẽ đưa cho em để thực hiện ước mơ. Anh đập đi. Thương lắm. Anh thương nó hơn em luôn hả? Thì nó với em cũng giống nhau thôi. Ý anh nói em giống heo quá hả? Đừng có so sánh vậy, tội nghiệp con heo. Chịp tay. Anh đập, anh đập. Đó, em lấy tiền này đi. Rồi đi cắt mắt một bên, bên còn lại để khi nào anh có tiền rồi đi cắt tiếp. Thôi, em hút mỡ trước à. Em hút cái gì cũng được. Thương anh quá à. Thương anh với quả đất luôn á. Ủa, cái này mà đè lên á, chắc chết quá. Lộn lộn lộn, hình này hồi xưa, hình bây giờ nè. Yêu mà, thúi cũng phải hưởng. Vậy? Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết bao tục thành tiền. Tôi đã kiểm tra kỹ, đây là một viên đá rất là giá trị. Trời, giá trị sao không? Trong các loại cục từ nhỏ tới giờ tôi nhìn thấy, cái cục này là cục giá trị nhất. Không biết anh có muốn bán hết số hàng này không? Bán đi, để nhức đầu lắm. Anh biết rồi, tùm lum chuyện xảy ra, rồi. Đây là một số tiền lớn, không biết anh có xe chở về không? Có, xe đầu sẵn ở ngoài, xe gắn máy chờ nè. Hay là tôi bán trước một viên nhỏ có được không ạ? Ừ, cũng được, tùy anh à. Giờ mình ra cho ngủ nước đi, chờ tôi chút xíu. Dạ, cảm ơn. Mỗi lần bán cái cục này của anh á, kiếm chỗ còn khó hơn gì nữa. Sao không bán luôn cho rồi? Tôi nói thiệt, tôi mà như anh á, tôi bán hết, xong cái đem mấy ngàn đô về cho ông ghệ, quất cặp với hấu về chân Tết. Đây, đây là tiền của các anh. Tôi đếm rất là kỹ, anh hãy kiểm tra lại. Dạ, không cần đâu ạ. Ừ, anh bỏ vào đây cho nó an toàn. Bán vàng giàu quá. Cảm ơn anh ạ. Dạ. Cô anh á. 3 triệu hả? 50. Chơi hết hả? Tát tôi cái coi. Chưa vậy? Tát đi, tát mạnh lên. Ôi da,
đang giữ cha. Sao cô tôi đáng mạnh? Không sao, ta cái được 50, ta hai cái nữa coi, đưa thêm 100 nữa. Cùng quá trời. Mượn điện thoại. Điện thoại hết pin rồi. Không, điện thoại tôi không có gọi lung tung luôn đâu. Tôi đâu gọi lung tung, tôi gọi cho bà gái tôi mà. Nhưng mà không có được. Sao hết kỹ vậy? 50 triệu một cuốc xe ôm thì đưa, 5 ngàn một cuộc điện thoại không đưa. 5 triệu một cuộc điện thoại. Nè, nè nha. Alo, anh Toàn đây. Liễu, em khỏe không Liễu? Có gì không anh? Sao kỳ vậy? Anh gọi điện hỏi thăm em mà em nói chuyện gì? Hơi hơn vậy. Anh báo cho em một tin vui. Thông báo cho bà má, bà con hàng xóm, nội ngoại hai bên, láng giềng, bạn bè thân thuộc, anh em thân thiết, tập trung, anh sẽ về đám cưới em liền. Anh đã đủ tiền rồi. Anh Toàn nè, anh bình tĩnh nghe em nói nha. Em rất cảm ơn những gì anh mang đến cho em. Nhưng mà em và anh thì không thể nào tiếp tục được đâu anh. Em nói gì kỳ vậy? Anh có làm gì cho em buồn? Anh xin lỗi, anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em nha. Anh không có lỗi gì hết á. Ai mà vô duyên à? Đang nói chuyện điện thoại, gọi miết á. Anh chửi ai vô duyên vậy? Không, anh đâu có nói em. Tại có người gọi điện thoại anh bực. Anh chửi vu vơ. Alo Khải hả? Cô Loan nè. Không, tôi không phải Khải ghét gì hết trơn á. Tôi là Toàn, đừng gọi nữa nha. Vô duyên quá hả? Không có lịch sự hả? Anh đây, em nói tiếp đi. Mình chia tay đi anh. Nói gì không vui vậy? Anh cố gắng làm tất cả để mang tiền gì lo cho em mà. Nhưng mà anh có thể lo cho em bằng cái nghề chạy xe ôm bữa đực bữa cái của anh không? Thân của anh á, anh còn lo chưa xong nữa kìa. Nếu mà anh sẽ lo cho em mà, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Lo bằng niềm tin à? Thời bây giờ á, đâu có ai sống bằng một túp liều chanh hay quả tim vàng đâu. Anh đừng có làm phiền người yêu tôi nữa. Alo, alo, alo. Có gì buồn rồi phải không? Người yêu tôi chia tay tôi rồi. Thôi không được cô này tìm cô khác, buồn có lợi gì đâu. Ủa, thất tình thôi làm mày khóc gì vậy? Đâu có, ăn ớt cay. Cảm ơn anh, thời gian qua đã giúp tôi. Nếu có duyên á thì anh em mình gặp lại. Khoan, gì nữa? Hợp đồng của tôi với anh á đã xong rồi. Anh tính bỏ tôi đi thiệt hả? Bây giờ anh có tiền rồi đúng không? Anh toàn đi xe hơi, mướn tôi đi. Hồi xưa tôi có lấy bốn bánh, trước cứ đi xe ôm tôi lái mấy cài đó. Cái vấn đề không phải là như vậy, mà tôi cần đi một mình. Sao ai cũng bỏ tôi đi hết trơn vậy trời? Anh chọn bệnh viện của chúng tôi là đúng. Bệnh viện chúng tôi sở hữu một đội ngũ bác sĩ rất là giỏi, kết hợp với công nghệ mới hiện đại và tiên tiến nhất. Bây giờ anh cứ yên tâm. Không những là chúng tôi có thể thay đổi được khuôn mặt của anh, mà có thể là thay đổi được cả cái body nữa. Và ở đây có rất là nhiều ngôi sao nổi tiếng đã ghé tới đây, cho nên anh hoàn toàn yên tâm, không phải lo lắng gì cả. Dạ. Công nhận này nó ghê thiệt chứ, nó chơi chiêu này nó khùng quá. Ê, nếu vậy nó sửa toàn thân hả? Có khi nào nó chuyển đổi giới tính không? Ủa, y mày nói vậy là nó cắt luôn hả? Đuổi theo. Ê, mày bất ngờ mày nhìn thấy tụi tao lắm hả? Mày là ai? Mày tưởng mày vô thẩm mỹ là mày qua mặt tụi tao được hả mày? Hả? Cái gì? Cái gì là cái gì? Cái hộp đâu? Cái hộp đâu? Hộp gì? Tôi đâu có biết. Mày vẫn mặt với tao hả? Mày... Hộp đâu trọng? Bớt người ta. Giả rồi. Giả cái gì? Thiệt cái giả gì? Đang... Mày giả? Mày bớt vào trong ăn rồi. Mày xạo uống đâu mày? Đứng lại.
Mày định chứa giò hả? Đâu? Được sao? Tao thấy mày lãng giảng ở đây, tao không tha cho mày đâu. Đi! Đi! Cô sao không? Vậy cô nghỉ ngơi đi. Báo cáo anh, vừa có một tên đã manh động. Các cậu phải canh chừng cẩn thận, đừng để chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Rõ. Dạ, dạ, dạ rồi ạ. Dạ, dạ cảm ơn anh ạ. Dạ, dạ. Chào cô. À dạ. Dạ anh cần chi? À cô à, ở đây có phòng cho thuê dài hạn không ạ? Dạ có, khoảng bao lâu? À chắc khoảng 3 tháng. Em tính cho anh 1 tháng 9 triệu. Ok. Anh làm ơn cho em xin giấy tờ. Tôi chết, tôi quên mang rồi. Dạ, nhưng mà nếu không có giấy tờ thì tụi em bị phạt nặng lắm ạ. Tôi ở trong phòng với ảnh, tôi bảo lãnh được không? Dạ, dạ được ạ. À, chìa khóa đây, xin mời anh lên phòng ạ. Thì những gì thượng đế đã sắp đặt, loài người cũng được phân ly. Ủa, nhưng mà sao anh biết tôi ở đây? Nhưng mà tại sao anh có tiền rồi không về quê mà theo tôi hoài vậy? Bây giờ có tiền cũng không về được. Sao ạ? Người yêu cũ đã có người yêu mới. Đó cũng là chuyện bình thường mà. Không bình thường ở chỗ là nhà tôi đối diện với nhà người yêu cũ. Hằng ngày tôi phải chứng kiến cái cảnh người yêu cũ đi chơi với người yêu mới. Nay đã có người yêu cũ của người yêu mới, tôi trở thành người yêu cũ của họ. Nói gì vậy? Dối quá. Nhưng mà anh không thể nào theo tôi hoài được. Thì khi nào tôi quên người yêu cũ lìa xa anh. Chừng nào mới quên? Thì khi nào tôi có người yêu mới thì tôi quên đi người yêu cũ. Mà không biết người yêu cũ của tôi có quên đi người yêu mới để trở về với tôi, tôi trở thành người yêu cũ không nữa. Trời ơi, sao tôi nghe xong tôi rối luôn rồi. Tôi không biết tôi nói gì nữa. Anh đừng quan tâm, coi như là tôi không về quê được. Trên đây tôi không quen ai, không đi với anh thì đi với ai bây giờ? Không mấy, coi như tôi làm thê cho anh đi. Làm gì vậy? Chuyện của em mà, để em làm. Trời ơi, mấy cái này để tôi làm được rồi. Không sao đâu, ngồi xuống. Đúng. Ý, khoan đã. Nằm gối cho nó em. Ý, khoan, cái này mềm lắm. Cái này dày hơn. Công việc mới, nhiều khi nó chưa có vô form, nên nó hay có mấy cái problem. Sếp đừng cầm lên em nha. Không sao. Anh làm gì vậy? Cởi giày cho khỏe cặp giò. Trời ơi, bình thường như lúc trước là được rồi. Sao bình thường được sếp? Hồi xưa sếp không có tiền, giờ sếp nhiều tiền quá mà. Sao bình thường được? Ây da. Anh làm gì vậy? Massage cho khỏe. Trời ơi, anh để cho tôi yên được không? Ây da, da, da. Hồi nãy giờ có đá bóp bây giờ chưa? Ê, thỉnh thoảng. Hèn chi, đau quá chịu không nổi. Thôi thôi thôi, anh ra ngoài đi. Để tôi nói chuyện điện thoại riêng chút xíu. Đừng làm phiền tôi nữa. Dạ sao? Nhớ không có chuyện gì thì đừng làm phiền nha. À, cảm ơn. Không ai phiền nữa. Gì nữa? Quên, em phiền quá. Tình hình sao rồi em? Anh ơi, em khổ quá. Chắc em không sống nổi nữa. Anh xin lỗi đã làm liên lụy đến em. Ở nhà có ai làm khó làm dễ em không? Hôm trước có đứa sàm sỡ em, cũng may có người cứu giúp. Hay là em về nhà ba mẹ sống tạm một thời gian đi nha. Mặt mũi nào mà em về đó nữa. Bây giờ
Em còn dám bước ra đường nữa bước nữa. Thôi được rồi, em mau trốn khỏi nhà. Nhớ đừng để ai theo dõi. Ra bến xe lên thành phố với anh. Nhưng em đâu có biết đường xá gì đâu. Em an tâm đi, nếu không biết á thì anh sẽ chỉ được cho em. Alo, Khải đó hả? Cô Loan nè. Dạ, con chào cô ạ. Cô đang có một căn nhà đang bỏ trống không có ai trông nom ở ven thành phố á. Con cứ lên đó ở đi, rồi cô sẽ lên thu xếp ổn định cho con xong rồi cô về. Cô sẽ nhắn địa chỉ cho con. Dạ. Nha. Dạ. Khoan, nhớ là không để cho ai biết, chỉ một mình con thôi nha. Dạ. Trời, anh làm gì vậy? Vậy cho nó an toàn. Ngân lượng mình để ở trong. Thôi, anh đi kiếm mua giùm tôi chiếc hộp vịt lộn ăn xả xui. Xui quá. Ủa, sếp, ăn hộp vịt lộn mà nó xả xui hả? Ừ, đi, mua tôi cái trứng. Lẹ, đi liền. Ở đâu lẹ vậy? Em đi ngang phòng kế bên, thấy người ta đang ăn, xin trứng cho sếp luôn. Thôi anh ăn đi. Ý đâu có được, em đang hên, ăn vô lỡ xui, sếp đuổi em sao? Chưa bây giờ, tự nhiên tôi thấy tôi đau bụng quá, ăn chắc không được đâu. Ủa, đau bụng? Ừ. Ghê không? Mới mua trứng về không ăn, xui, trúng thật liền thấy không? Bây giờ, anh mua dùm tôi thuốc uống lẹ. Thuốc trúng thật? Ừ. Rồi, em đi liền. Rồi, chạy thôi nha. Thuốc cho sếp rồi, sếp đi mua gì nữa? Không được, tôi đau quá phải nhập viện gấp thôi. Đau lắm hả? Ừ. Lên xe em chở sếp đi bệnh viện. Thôi, đi về đi, để tôi đi taxi được rồi. Không được. Em làm cho sếp, em phải chở sếp đi chứ. Làm người em làm thế, em mà làm thế em chơi với dế hả? Bây giờ em chở sếp vô bệnh viện khám. Đi, nhanh lên. Anh trai, có bị trúng thật không? Bác sĩ ơi cứu người! Bác sĩ! Đau quá! Chết! Bác sĩ! Cứu giùm em! Sếp em bị! Đây là bệnh viện chứ không phải là cái chợ đâu nha! Dạ em biết rồi! Cấp cứu đi bác sĩ! Cấp cứu! Tôi nói lại! Đây là bệnh viện! Bệnh viện cái gì? Người ta cấp cứu mà cứ bệnh viện hoài! Ai không biết đây là bệnh viện? Không phải bệnh viện chỗ đây chi? Bệnh viện đâu? Sếp em đâu? Vô bác sĩ! Vô! Trời ơi! Người ta cấp cứu chồng kìa ra đây chi? Trời! Dạ! Xin lỗi! Xin mời bệnh nhân Nguyễn Thành Phong. Mời bệnh nhân Lê Văn Hoài. Anh kia, đứng lại. Anh cẩn thận chứ. Thiệt chứ. Sếp! Cái nào hôm bữa gì mình phía sau? Ừ, chạy đi. Cẩn thận nha, ở đây băng ca nhiều lắm. Để. Chú ơi, con bạn thân nó ở bên Mỹ, con nghe tin nó là con về thăm nó liền. Không ngờ mày lại chết tức chết tưởi vậy. Mấy cậu điên hả? Con tôi bất tỉnh 2 tháng nay mới tỉnh dậy. Gia đình vừa mừng mà mấy cậu trù ẻo con tôi chết là sao vậy? Bạn bè gì kỳ cục vậy? Hai cậu là ai? Không sao hết. Xin lỗi. Mừng cho gia đình. Trời ơi, bạn bè với kia vậy? Mừng cho gia đình. Ông dịch con lộn mà. Thôi
chết rồi. Các cậu đang ở đâu? Tới bệnh viện hỗ trợ tôi gấp. Chị ơi chị, chị theo em lên phòng làm thủ tục nhập xác đi chị. Dạ. Mình ơi. Chị ơi, cho tôi hỏi nhớ nửa miệng không được thở nha, người ta phát hiện đó. Công nhận hay thiệt chứ, đâu sẽ chết y chang luôn. Khi nào có đoàn phim cần á, tôi giới thiệu anh đi nha. Mô Phật, mô Phật. Lạnh quá. Hèn gì ai cũng chìm mệt. Không ai nói chuyện hết. Chắc sắp bỏ đến họ chết thuốc tê. Người đến thì không cần, mà người cần thì không đến. Trời ơi, chẳng lẽ để con kết thúc ở đây sao? Con trong trắng mà. Không ngoại trừ nhà xác. Đi đâu bác? Đi đâu bác ơi? Để con chở cho bác. Ờ. Đi con chở cho em. Dạ không. Đâu rồi? Chở cho. Dạ. Dạ không. Đâu? Đi con đi ơi. Dạ, dạ không. Để cho. Đi đâu em? Dạ con đi rồi chú ơi. Ủa? Cậu đi cậu. Đi đâu sư huynh? Đi đâu cậu? Đi đâu? Chở cho. Không bác ơi. Từ nhà bệnh nhân lên bác Thành. 3 giờ. Thôi bác ơi. Bác ơi. Trời ơi, tôi ghét sự im lặng. Anh ơi. Đừng có giỡn nghe. Ở trong đây mà có người lên tiếng là chết mẹ tôi rồi. Tôi lạnh quá. Cứu tôi với. Thường thường hết cứu người ta mới đưa vô đây anh gì ơi. Anh nói tên tuổi ở đâu đi. Tôi mà ra khỏi chỗ này, tôi mua đồ ăn tôi cũng cho. Tôi tên Toàn, chạy xe ôm. Trời ơi, định mệnh. Anh ơi, tôi sợ lắm. Anh đừng có giỡn nha. Giỡn bà nội mày. Anh còn sống hay anh chết? Tao còn sống. Mày mà không cứu tao, tao mới chết thiệt đó. Mày thấy có thằng nào sắp chết mà nó giỡn không? Tôi còn sống. Làm ơn đưa tôi đi cấp cứu đi. Anh ơi, em mà đưa đi được là em tự đi rồi. Rồi xong luôn. Cô bạn mới vô kìa. Sếp ơi, tắt giùm em cái máy lạnh. Bác sĩ ơi, bác sĩ. Cứu em với. Anh còn sống hả? Trời ơi. Hả? Sao hai thằng bay giống nhau quá vậy? Có thằng nào chết mà nói chuyện được không? Cứu em đi bác sĩ ơi. Cứu em sếp ơi. Để tôi đưa anh này lên cấp cứu, tôi quay lại liền. Lạnh quá sếp ơi. Giờ mới thấy thương mấy chim cánh cụt. Anh mà lên cấp cứu á, tụi nó sẽ phát hiện. Chuyền hơi ấm đi sếp ơi, tiếc dời quá. Cái gì? Tiếc dời. Chuyền hơi ấm cho em. Trời, trời ơi. Không được. Phải da chạm da, thịt chạm thịt. Vậy cũng được nữa hả? Da thịt phải chạm nhau sếp. Sếp ơi. Vậy? Mắc tè quá. Cái gì nữa? Lạnh mà, ai không vậy? Ê, đi không em? Dạ không đi. Đó, rồi đó. Anh ơi. Vậy? Giúp tôi với. Giúp gì? Nhanh lên, lũ về kẻo không kịp. Mở giùm cửa sổ. Cửa sổ đâu? Cửa sổ của tôi nè. Cái gì? Làm luôn hả? Giúp thì giúp cho trót. Nhanh nhanh nhanh, lũ về. Rồi.
Đó, làm gì làm đi. Làm rất tốt. Xong chưa? Anh ơi. Cái gì? Quay về lối xưa, trở về vị trí cũ. Nữa hả? Rồi, nó không có thời gian đâu hai chứ. Rồi. Đã nói là nhíu. Giờ sao? Kéo lên đi. Chắc chết quá. Sao nhíu hoài vậy? Sau này những chuyện này để tự tôi làm. Báo cáo không phát hiện được gì. Chắc chắn là bọn chúng vẫn còn đâu đây. Lục soát cho thật kỹ. Thoát khỏi tụi nó chưa? Hả? Thoát khỏi tụi nó chưa? Rồi. Vậy sao không thả tôi xuống? Đợi anh tí đi. Trời ơi, có khi nào nằm dưới này láng lên trên đầm thuyền không trời? Cô hả? Dạ, cảm ơn anh. Cô cẩn thận đó, mấy người dưới quê lên hay bị giật đồ lắm. Đi đâu, tôi chở cho. Dạ, anh đợi tôi một chút. Alo, anh hả? Em gọi cho anh sáng giờ hoài không được. Em lên tới Sài Gòn rồi nè, giờ đi đâu nữa hả anh? Đề phòng sự đeo bám của cảnh sát. Em tìm chỗ đông người để cắt đuôi, rồi anh sẽ chỉ chỗ cho em sao. Nhớ nhá. Báo cáo, đối tượng đã vô chợ. Anh, làm gì tụi nó thêm mình hoài vậy? Hay là báo cảnh sát đi. Báo cái gì? Cũng tại anh tất cả. Gì? Tôi có làm gì đâu tại tôi. Nếu mà anh không đi với tôi á, thì làm sao tụi nó phát hiện mà theo? Trời ơi, không biết kiếp trước tôi có mắc nợ với anh không? Làm gì mà theo tôi hoài vậy? Gì vậy cha? Tôi nợ ông thì có đó. Từ ngày đi với ông toàn chuyện xui xẻo không? Hết được đuổi rồi vô bệnh viện nằm. Chút xíu là nằm luôn ở trong nhà xác rồi. Bị dí như tôi là tội phạm vậy. Kể từ bây giờ tôi với ông đừng đi với nhau nữa, nghe. Cô đã nói trước với con rồi mà sao con không chịu nghe? Ngày nào mà con còn ở chỗ đông người là con càng dễ bị lộ. Nè, bất cứ ai mà biết thông tin về con đều không có lợi cho con hết á, con hiểu không? Dạ. Con biết rồi ạ. Dạ con cảm ơn cô ạ. Em sao rồi? Em sợ quá anh ơi. Đúng là có người theo dõi em á. May mà em trốn thoát được. Giờ phải làm sao hả anh? Anh sẽ nhắn địa chỉ cho em liền. Ê, ngồi xuống. Gì vậy? Ngồi xuống.
Thôi tôi bận công việc rồi, tôi phải đi liền. Không được, ngồi đi. Chưa tới mày đâu. Ai tới? À, taxi chưa tới. Tôi ra ngoài tôi đón được rồi. Không, ngồi đi chơi nha. Ngồi đi đi, ở ngoài nắng lắm. Ngồi đi đi. Tám. Ừ, tao với mình ra khỏi quán cà phê rồi nha. Ừ. Anh đang ở đâu? Đang ở đây nè. Không biết ở đây là ở đâu nữa. Thì khi nào ông đi tới đâu tôi báo tới đó. Ông đang đứng đây. Ê, cúp máy đi, ông đi rồi. Sếp ơi. Sếp ơi, giờ em với sếp ơi. Em chạy không nổi rồi sếp ơi. Sếp ơi. Em bị hở quanh tim. Sếp ơi. Chạy đâu mà nhanh dữ vậy? Em đâu phải vô nên được. Sếp. Anh ơi, bạn anh chạy theo kịp có dừng lại không? Anh cứ chạy đi. Hả? Sếp ơi sếp. Sếp chạy chậm. Sắp tới đường 2 kêu rồi. Sắp tới chưa vậy anh? Sao lâu quá à? Ơi, cậu mới tới. Cô đừng hỏi. Bộ thiếu hơi của tụi anh chịu không nổi hả? Không phải. Mới thấy tụi nó vẫn còn chạy theo mình. Anh, cho xe chạy thẳng tới khu biệt thự Nam Âu dùm. Mệt quá, chịu không nổi. Cô Loan. Ôi con Khải nè. Trời ơi, thay đổi nhiều quá. Cô nhìn không ra. Dạ con Toàn. Con nói chuyện với cô qua điện thoại rồi đó. À, cậu nhớ dai quá ha. Cô ơi, xin lỗi nha cô. Lỗi phải gì không biết nữa à. Thôi à, mọi người vô nhà nghe. Trời ơi, có nhà bự vậy cũng ghẹn, đâu có bỏ trời. Thôi vô. Lên tên Khải, giơ tay lên. Anh đã bị bắt về tội giết người. Ây da, làm gì vậy? Cậu làm gì vậy? Có lộ người vậy? Lộn hay không, theo tôi về trụ sở sẽ rõ. Nhưng mà cậu này. Mời cô và anh, theo tôi về lấy lời khai luôn. Đi. Trời ơi, cái gì vậy? Tụi mình đã chậm một bước rồi. Bảy giờ. Từ đây qua đó mười mấy bước. Mình chậm tới mười mấy bước lận anh. Đáng đời. Không để thằng Khải rơi vào tay cảnh sát được. Nếu như vậy tất cả công lao của chúng ta đổ sông đổ biển hết. Vậy mình cho cảnh sát luôn hả đại ca? Hả? Quy. Cái này mà mình bị dính á là mình bị dựa cột, bị chích điện, còn phiến mãi em viên thuốc ngủ nữa đó anh. Cái vỏ tao có đủ. Cô có sao không? Đi. Dạ.
Dạ. Làm gì vậy? Hả? Dạ. Thôi. Vậy làm gì vậy? Lát trả cho ông công an. Trời ơi. Rút tụi mày. Nhanh. Chú Mang. Giờ sao chú công an? Đưa súng cho tôi. Cảm ơn anh. Tôi phải cảm ơn mới đúng. Tát mồ hôi. Anh có sao không? Hồi nãy chạy lung quay lại chi vậy? Nè, con có sao không? Hình như đây là cái tụi mà đã từng đánh con đó hả? Xin mời mọi người lên xe. Hả? Bị bắt nữa hả? Tưởng quay lại cứu được tha. Anh Khải có tội, phải về chịu trách nhiệm của mình trước pháp luật. Tôi là người vô tội. Tôi bị tôi nó gài. Đúng rồi, tôi tin là cậu Khải không có làm như vậy đâu. Làm gì vậy? Chịu hợp tác với chúng tôi thì sự việc đâu xảy ra như vậy. Thực sự tôi quá bối rối. Với lại tất cả những bằng chứng đều bất lợi cho tôi. Lúc nãy tôi nói dàn cảnh là không muốn tôi lọt vào tay các anh. Như vậy chúng nó sẽ không lấy được viên kim cương và sẽ bị lộ. Theo như anh nói, nhóm lúc nãy là hung thủ giết người rồi đổ tội cho anh đúng không? Chính là bọn chúng. Nếu như tôi thật sự có tội, lúc nãy có cơ hội tôi sẽ không quay lại đâu. Đúng rồi đó. Quay lại chi vậy? Người ta bị quánh mắt mới gì mình đâu. Đây là một vụ án khá phức tạp. Tôi mong anh hãy cho tôi một cơ hội để giải quan cho mình. Tôi cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng mà tôi không đủ thẩm quyền để thả các anh. Mong các anh hiểu cho. Điện thoại của vợ tôi. Anh làm ơn cho tôi nghe đi anh. Em đang làm vậy. Nếu như mày khai ra tụi tao thì con vợ mày sẽ đi chọc trời trước. Nhớ đó. Thôi chết. Tôi nói bắt vợ tôi rồi. Đúng rồi. Vợ cậu mà vô tay bọn chúng thì chỉ có chết thôi. Biết vậy. Hồi nãy tôi bắn tụi nó luôn cho rồi. Anh, tôi mong anh hãy cho tôi một cơ hội. Anh dám chắc là thằng chồng của em nó sẽ không bỏ em đâu. Tụi anh sẽ giữ đúng lời hứa ha. Anh chỉ cần có cái anh cần tìm thôi. Còn số còn lại, hai vợ chồng em dư sức sống cả đời. Em, anh Khải, tao có đem cái tụi bay cần tìm. Thả vợ tao ra. Mày đi với ai? Đi một mình. Được, đưa đây. Đúng là cái tao cần tìm. Nếu như mày chịu đưa sớm thì anh em mình đâu có chuyện gì. Hả? Cho nó qua. Khoan. Thẩm mỹ đáng đồng tiền. Mày là trái thiệt. Dạ, cảm ơn anh. Bây giờ dí mệt quá. Dạ. Dạ. Mày, ôi, mày làm cái gì vậy? Mày làm cái gì đó? Hả? Ê, cái mình cần đây rồi. Đi tụi bay. Chúc hai đứa vui vẻ hạnh phúc nha. Dễ thương quá. Em có sao không? Vậy là hai cậu đã biết được hết rồi đó. Cũng ổn rồi. Nhưng mà cuối cùng
con vẫn chưa được giải quan. Tôi sợ nếu cậu làm sai thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Và nếu như có người đi chung, tôi sợ là tụi nó giết chết vợ của cậu. Alo. Tới giờ chơi rồi anh. Hình như chỗ thắng nước gì đó. Được rồi, anh làm tốt lắm. Dạ. Kỳ này chắc hư xe luôn. Yếu sinh lý gì ghê vậy mày? Cái dao má ơi. Ồ. Giờ tao ra, nếu không tao sẽ quăng cái này xuống vực. Mày bình tĩnh nghe tao nói nè. Mày bình tĩnh đi. Mày cũng biết giá trị viên kim cương như thế nào mà. Có chuyện gì anh em mình thỏa thuận với nhau hả? Mày mà làm vậy là mất hết tất cả đó. Mày đừng làm tao sợ nha. Mày đừng làm tao sợ nha. Tao sợ con vợ mày đã chết đó. Giết. Khoan. Coi phim nè. Có bà Loan đóng chính nữa. Bà đóng vai phản diện mới ghê chứ. Được rồi. Anh Khải. Hàng thật đó. Mày bất ngờ à? Thì ra mọi việc do bà sắp đặt tất cả. Ở đây là ở đâu vậy? À, phía tây con vực khu rừng cấm. À, ở đây là ở phía tây con vực khu rừng cấm. Ở Phước Phước. Cứ tới phút trước cô nha. Dạ. Mày nghĩ là trên đời này có ai cho không ai cái gì bao giờ? Sao mày thông minh chậm vậy? Mày tưởng là tụi tao dọn ổ sẵn để cho tụi bay khai thác chùa hả? Nếu như tụi tao không bảo kê, lấy đâu tụi bay yên thân mà khai thác? Đáng lẽ ngay từ đầu mày phải biết xử đẹp với tao thì đã yên về cả hai bên. Chính mày đã ép tao làm chuyện này.
Tao chỉ lấy những cái gì thuộc về của tao thôi. Bà thật là độc ác. Thật ra mày phải cảm ơn vì tao còn để cho mày được sống tới giờ này. Nếu không có cảnh sát theo đuổi thì làm sao mày biết được bộ mặt thật của tao? Dù sao tao cũng tạo cơ hội cho gia đình mày được đoàn tụ ngày hôm nay. Khải à, mấy đứa nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ nha. Thả thì thả. Ê, ê. Mình không nên gặp nhau nữa nha. Thank you.
chạy lên đi. Quay lại bây. Em ơi, sao đẻ? Chuyện gì vậy? Hả? Đau bụng quá à. Đã nói rồi, đừng có ăn bánh tráng trộn. Cháu sắp đẻ rồi. Rồi, thôi đưa đi xanh. Trời ơi, sắp tới chưa vậy? Sắp tới rồi. Tiếp cầu từ từ đi, đẻ mày có gì phải vội. Từ từ mình tới bệnh viện. Ở đây là bệnh viện gần mà, bốn mấy cây chứ mấy. Ham hốt gì rồi đẻ rồi la rồi khóc. Cái lúc trước đâu kêu tôi, lúc đẻ kêu tôi chạy hả? Mấy cài phải máy bay ra mà nhanh được. Chạy từ chạy lại lẹ hết phim ta về khóc. Kìa, có mấy người đứng lại dòm kìa. Dòm xong nhớ rủ bạn bè đi coi nha. Ủa gì? Ủa thiệt mà. Còn đi hoài không dừng, chỉ còn lại mình ta lặng giữa nơi mình xa. Cuộc đời còn mình em ngồi thương nhớ, nhìn về một chốn xa cho ngày yên bình. Người yêu cũ đã có người yêu mới, anh ảo tưởng sức mạnh để bây giờ anh chơi với. Hôm qua anh là người yêu mới, và bây giờ là người yêu cũ. Em của anh là người yêu cũ, nhưng với người ta là người yêu mới. Anh chỉ mong một ngày người yêu cũ ra người yêu mới và trở về bên người yêu cũ. Anh tuy có là người yêu cũ, nhưng anh sẽ cố phấn đấu là người yêu mới. Đoạn đường quá xa, còn gì nữa đâu. Xua tan bao ngày em mơ. Hãy chờ nhé em, cuộc tình chúng ta tương lai vẫn còn phía trước. Vượt ngàn bão giông, lòng người khó tin. Qua bao nhiêu ngày yêu dấu, hãy cùng nắm tay, hãy cùng bước. Thấp thoáng bóng ai qua đời, tiếc nuối mãi cho cơn buồn phiền lại đến. Đoạn đường quá xa, còn gì nữa đâu. Thì tôi diễn viên đã hưởng, có ai biết mặt mũi cho mày đâu.